trên hành tinh của chúng ta từng xuất hiện một thủy quái đáng sợ có biệt danh là kẻ hủy diệt X. Đánh bại hai thủy quái thời tiền sử là loài Megalodon và loài Leviathan. Kẻ hủy diệt X đã trở thành sinh vật tiền sử dữ tợn nhất. Với kích thước vượt trội, loài quái vật này đã trở thành bá chủ đại dương từ khoảng kỷ Jura đến kỷ đại Tân Sinh. Một lần ra đòn đủ xé nát con mồi là một đại diện ưu tú cho cả họ Pliosauridae. Không ai khác đó là Predator X, thủy quái đáng sợ nhất kỷ Jura. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series Sinh vật thời tiền sử của Unchecked. Những gì chúng ta biết. Predator X còn được biết đến với tên là Pliosaurus. Đây là một chi Plesiosauria sống vào thời kỳ tầng Kimmeridge và tầng Tithon tại nơi ngày nay là châu Âu và Nam Mỹ. Chế độ ăn của chúng gồm cá, động vật chân đầu và bò sát biển. Loài bò sát giống dưới nước này sở hữu một hộp sọ cực lớn và chiều dài thân lên tới 15,24 mét. Cú đớp mồi của chúng mạnh gấp 4 lần so với khủng long bạo chúa T-Rex. Predator X đã trở thành đề tài của hàng loạt bộ phim tài liệu, thậm chí của cả Hollywood. Predator X, hay gọi là Pliosaurus, hiện được biết đến bởi 8 loài riêng biệt. Pliosaurus brachiosauridus được nhà tự nhiên học nổi tiếng người Anh Richard Owen đặt tên vào năm 1839, mặc dù ban đầu nó được coi là một loài Plesiosaurus. Vài năm sau, ông đã làm đúng mọi việc khi nuôi loài Pliosaurus brachiosauridus, Pliosaurus carpenteri, được chẩn đoán dựa trên một mẫu hóa thạch duy nhất được phát hiện ở Anh. Pliosaurus funky là kẻ săn mồi X nói ở trên. Predator X có 4 chi như những mái chèo giúp chúng thoải mái bơi lội trong nước. Hai chi trước đóng vai trò như mái chèo để bơi lội nên phát triển rất to, khỏe. Hai chi sau giúp chúng giảm tốc độ khi săn mồi hay làm nhiệm vụ tăng tốc khi cần ra đuổi con mồi trong nước. Thức ăn của loài này là những loài khổng lồ như cá voi, xà đầu long. Predator X sở hữu một cái cổ ngắn và cứng cáp, có thể cung cấp sức mạnh rất lớn cho hộp sọ. Cơ thể phía sau cổ rộng và đuôi phía sau rất ngắn. Chúng có hai cặp vây ở hai bên thân khá dài và mảnh như lá liễu, giúp cho chúng có thể tiến và quay đầu, chuyển hướng khi đang di chuyển giữa đại dương. Cách chúng được tìm thấy. Ở Bắc Băng Dương có một hòn đảo tên là Spitsbergen, thuộc quần đảo Svalbard tại vùng Bắc Cực. Các nhà cổ sinh vật học đã phát hiện ra hóa thạch của một loài cổ sinh vật học trên hòn đảo này. Năm 2004, nhà cổ sinh vật học John Horrod thuộc Đại học Oslo, Na Uy đã dẫn dắt nhóm của ông đến đảo Spitsbergen. Họ nhanh chóng tìm thấy một địa điểm hóa thạch lý tưởng và bắt đầu khai quật. Sau 3 năm, nhóm của Horrod đã phát hiện ra hóa thạch khổng lồ đầu tiên và ngay sau đó đã tìm thấy hóa thạch thứ hai của loài này, vị trí khai quật được mẫu hóa thạch đầu tiên cách đó 2 km. Hai hóa thạch được đánh số lần lượt là PMO214.135 và PMO214.136. Việc khai quật hóa thạch trên đảo Spitsbergen không phải là một nhiệm vụ dễ dàng bởi đây là một vùng khá biệt lập và khó tiếp cận với thời tiết rất khắc nghiệt. Mọi người chỉ có thể đến đảo vào mùa hè. Sau nhiều năm khai quật, cuối cùng nhóm của Harrod cũng đã khai quật thành công được hai mẫu hóa thạch khổng lồ này và phải sử dụng máy bay trực thăng để chuyển những mẫu vật này tới bến tàu và chuyển về Oslo để nghiên cứu thêm. Các hóa thạch được tìm thấy trên đảo Spitsbergen đã được làm sạch và nghiên cứu trong Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên của Đại học Oslo. Nhóm nghiên cứu thấy rằng mẫu vật PMO214.135 có tổng hơn 2.000 mảnh hóa thạch của hộp sọ. Ước tính xương hàm của mẫu vật này có chiều dài từ 1,6 đến 2 mét, còn PMO214.136 thì có kích thước lớn hơn và dài từ 2 đến 2,5 mét. Hộp sọ khổng lồ của sinh vật được phát hiện trên đảo Spitsbergen thuộc lớp Pliosauridae, một nhánh bò sát biển đã tuyệt chủng. Theo tỷ lệ cơ thể của Pliosauridae, ước tính chiều dài cơ thể của PMO214.136 là từ 10 đến 13 mét và nó trở thành loài bò sát thuộc lớp Pliosauridae lớn nhất từng được con người biết tới. Vì chưa thể xác định được cụ thể, sinh vật này trên Horrod và nhóm của mình đã đặt tên cho chúng là Predator X, dịch ra là kẻ săn mồi X. Các nhà cổ sinh vật học đã sử dụng công nghệ CT để quét hộp sọ của Predator X và tái tạo lại phần não của chúng. Thông qua phân tích,
Các nhà cổ sinh vật học suy đoán rằng trí thông minh của loài quái vật biển này có thể so sánh với loài cá mập trắng khổng lồ ngày nay, tương đối thông minh. Trên thực tế, Predator X đã không được đặt tên khoa học trong một thời gian dài kể từ khi nó được công bố. Năm 2012, các nhà cổ sinh vật học đã công bố một nghiên cứu, trong đó chúng đã được đặt tên gọi chính thức, đó là Pliosaurus Funky, với Funky được dành riêng cho người phát hiện ra hóa thạch là Beyond Funky. Cách Predator X săn mồi. Predator X đã lưu danh mình vào danh sách các loại thủy quái săn mồi chết chóc nhất đại dương. Chúng là nỗi khiếp sợ với những cư dân đại dương trong kỷ Jura và đầu kỷ phấn trắng. Hàm của Predator X cho phép chúng thực hiện những cú ngoạm có lực khoảng 16 tấn, gấp đôi lực cắn của loài Megalodon, mạnh gấp 4 lần T-Rex, gấp 10 lần bất cứ loài vật nào hiện tồn tại trên trái đất. Với lực cắn này, chúng có thể dễ dàng nghiền nát một chiếc xe Hummer hay bất cứ con mồi nào thời bấy giờ. Predator X là loài săn mồi theo thiên hướng phục kích. Cách thức săn mồi của chúng là lặn xuống đáy biển thật sâu và ngụy trang chờ đợi con mồi. Và thằn lằn đầu răng Chimerosaurus là một trong những con mồi ưa thích của nó. Theo những phân tích hộp sọ của chúng, ở các nhà khoa học cho biết, thì Predator X có khả năng là một loài săn mồi theo thiên hướng phục kích. Chúng sẽ hít một hơi thật sâu, rồi lặn xuống đáy biển và ngụy trang đợi con mồi tiến đến. Khi con mồi xuất hiện, chúng sẽ đột ngột dùng lực, bơi thật nhanh tới phía con mồi và tung ra cú đớp chí mạng để kết liễu con mồi. Theo đánh giá lúc bấy giờ của các nhà cổ sinh vật học, thì Predator X là loài săn mồi hàng đầu và có kích thước lớn nhất trong đại dương ở kỷ Jura và cũng là loài Pliosauridae lớn nhất từng được biết tới. Việc cho rằng nó là loài to nhất có thực sự chính xác hay không, hãy cùng mình đến với phần tiếp theo để tìm hiểu kỹ hơn nhé. Predator X đã từng bị thổi phồng. Điều khiến cho Predator X trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới là bộ phim tài liệu được quay bởi kênh lịch sử Hoa Kỳ với đội khai quật. Tên của bộ phim tài liệu này có tên là Kẻ săn mồi X. Khi Kẻ săn mồi X được phát sóng vào năm 2009, nó ngay lập tức gây ra một ấn tượng rất mạnh với khán giả và mọi người vẫn luôn nhớ tới chúng. Theo những nghiên cứu về Predator X sau này thì có vẻ như đặc điểm của nó đã bị thổi phồng quá mức. Daily Mail đưa tin nhóm nghiên cứu của Đại học Oslo đã tìm thấy hai hóa thạch của loài Pliosaur với những đặc điểm như hàm lớn, cổ ngắn trên đảo Svalbard. Họ đã tiến hành cắt nhỏ hộp sọ hóa thạch tìm được và sấy khô một số mảnh trong phòng thí nghiệm. Trước đây, các nỗ lực tính toán kích cỡ của Predator X rất phức tạp do các hóa thạch tìm thấy không nguyên vẹn. Các nhà khảo cổ chỉ có thể ước tính được kích cỡ của loài này dựa trên tương quan với các loài bò sắt sống dưới nước khác. Chiều dài 4,5m được đưa ra năm 2009 khiến cho Predator X nghiễm nhiên trở thành loài Pliosaur lớn nhất từng được phát hiện. Tuy nhiên, Đại học Oslo ước tính hộp sọ hoàn chỉnh của con Pliosaur mà họ tìm thấy chỉ khoảng từ 1,6 đến 2,4m. Chúng thuộc loại lớn nhưng cũng chỉ tương đương với một số loài Pliosaur khác. Dựa trên những mảnh còn lại của cột sống hóa thạch, nhóm nghiên cứu ước đoán rằng chiều dài thân của Predator X chỉ khoảng từ 10 đến 12,8m. Ngang ngửa với những loài động vật tiền sử lớn nhất từng biết. Họ đi đến kết luận, kích cỡ của Predator X đã bị thổi phồng và trên thực tế, chúng chỉ là một trong những loài Pliosaur lớn nhất từng được phát hiện mà thôi. Vừa rồi là những thông tin về Predator X hay còn được biết đến với cái tên là Pliosaurus mà nhóm chúng mình đã tổng hợp để gửi đến các bạn. Nếu các bạn cảm thấy video này hữu ích, có thể để lại một like, một subscribe và chia sẻ video đến với nhiều người hơn nữa nhé. Nếu muốn ủng hộ chúng mình, các bạn có thể xem qua thông tin ở phần mô tả video hoặc có thể tham gia gói hội viên để làm nhà khảo cổ cùng với Ultric Share. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.